đây nè. Đi lẹ lên, chết lại đi. Dù đó nghe chưa, lại phải phục vụ cho người ta cho chu đáo cho tốt. Rồi á, người ta có tiền cho, hiểu không? Thôi, em không làm đâu. Rõ ràng là chị kêu em làm việc nhẹ lương cao mà. Đó, việc nhẹ lương cao, mày nằm cái mà có tiền à. Chứ có cái gì đâu mà cực khổ. Hả? Em không làm gái đâu. Ủa vậy mày muốn làm gì hả con kia? Mày muốn làm cái gì? Nè, rõ ràng mày xin tao đàng hoàng. À, mày xin tao chị ơi có việc nhẹ lương cao thôi mới cho mày làm. Vì tao cho mày làm việc nhẹ lương cao. Bây giờ mày muốn làm gì bà lầu với tao hả? Nghe tao nói cho mày biết trước cái giờ. Mày lạng hoạn cái chưa á, tao kêu đàn em thử mày bây giờ đó. Đi ra vô trong tính xác cho tao. Liêu hồn á. Nhìn lên. Nhìn lên. Cái gì mà trời ơi, em không muốn đâu. Kiểu em nhỏ em không làm. Cứu cái gì mà cứu hả? Ê nè 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 nè, con nhỏ kìa. Việc nhẹ lương cao thì bây giờ nằm đây chút xíu thôi làm gì đâu mà không chịu hả? Không, cứu em đi mày, không làm đâu. Quá đi. Mày liệu hồn quá, tao quá, tao giết mày chết à. À trời. Ăn ngon miệng nha, nghe không? Ok. Trời. Chu Sa, làm cái gì mà bạo hành người đẹp dữ vậy? Bỏ em ngoan đi, em không có cưỡng lại được đâu. Bỏ ra, tôi không muốn làm đâu. Chỉ cần á, em ngoan ngoãn phục vụ anh á, nguyên cọc này sẽ là của em. Không. Bỏ ra. Giờ đây nè. Tao nói mày quay lại đây. Em ngoan ngoãn phục vụ anh đi. Rồi em muốn cái gì mà chẳng có, em có thiệt gì đâu. Đưa tay cho anh nha. Ây da. Tụi báo công an đó. Báo cái gì? Em bị điên hả? Em là gì biết mật khẩu mà báo? Anh mà phải nói thêm một tiếng nào nữa là em ngày hôm nay no đòn với anh đó, biết chưa? Em đã chấp nhận vô con đường này á thì coi như là em bán mình rồi. Cho em nè. Tuyệt đối không bao giờ tin vào những lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao sang nước ngoài làm việc. Hãy luôn cảnh giác vì cuộc đời không có chữ giá như